Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong của video này em sẽ giới thiệu cho anh chị về một chiếc xe quốc dân Toyota Vios bản G màu đen đã được ra biển Bắc Ninh và nắp camera 60. Vios thì được phân phối thị trường Việt Nam 13 phiên bản là 1.5G. Trên mặt chúng ta đây giá niêm yết là 581 triệu. Phiên bản 1.5e CVT giá niêm yết là 531 triệu. Phiên bản 1.5e MT thì có giá niêm yết là 478 triệu. Vios thì là xe lắp ráp trong nước nên là trong diện được giảm thuế và áp dụng đến tháng 5. Và cái thời điểm vàng thì theo để em mua xe là rơi khoảng tầm tháng 3. Hiện tại đang là tháng 1 thì anh chị nào xem video của em ở thời điểm nào ấy, thì có thể liên hệ giúp em sẽ báo giá anh chị cái thời điểm vàng để mua xe rơi khoảng tháng 3. Xê dịch một chút chứ để anh chị mà đến tầm cuối tháng 4 hoặc tháng 5 thì nó lại thời điểm cuối của giảm thuế rồi ấy. Nên là cái giá theo dự kiến nó sẽ không được tốt bằng là để tầm tháng 3. Còn cái giá cụ thể ưu đãi chương trình cho khách hàng đặt sớm như thế nào thì có thể anh chị gọi điện giúp em qua số hotline ở trên màn hình nhé. Em sẽ báo giá anh chị cái thời điểm để mua xe hợp lý nhất. Vios thì bên em hỗ trợ Vios nói riêng và các dòng xe của Toyota nói chung, bên em hỗ trợ tối đa đến 80 đến 90% giá trị xe, là cái phần trăm theo hợp đồng đấy ạ. Thì ví dụ là cái xe Vios này giá 581 triệu thì mình trả trước khoảng được tầm 140 là có thể mang xe về rồi, và hàng tháng trả trong vòng 7 năm thì có thể là hoàn thành. Còn cái lãi suất của em thì khá linh hoạt, cũng có nhiều gói cho anh chị lựa chọn từ tất toán cả gốc cả lãi và cuối chu kỳ hay là trả hàng tháng. Thì anh chị gọi điện cho em có số hotline để xem màn hình thì em sẽ báo giá cho anh chị và làm cho anh chị cái bảng kê làm sao hợp lý nhất là cái tài chính của mình. Vios thì được sử dụng là dòng xe bán chạy nhất ở thị trường Việt Nam, mà nó có các ưu điểm, ví dụ như là tiết kiệm nhiên liệu là chỉ 5,78 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Ngoài ra thì ngày xưa thì Vios được trang bị khá ít trang bị. Tuy nhiên là phiên bản mới này thì cũng đã được trang bị khá nhiều cái công nghệ, ví dụ như là đèn full LED này, đèn LED siêu khoang, la răng phay xước, rồi màn hình Apple CarPlay, Android Auto, điều hòa tự động, cam lùi, 7 túi khí. Thì ngoài ra thì ở chiếc cụ thể chiếc xe này cũng được độ thêm camera 60 liền với cả màn hình Android trong hãng luôn. Thì bên em thì cũng có kho phụ kiện khá là phong phú ấy. Cái chuỗi cung ứng của bên em thì rất lớn, bao gồm cả phụ kiện, cả sửa chữa, thay thế và độ xe, các thứ em có đầy đủ. Thì anh chị nào có em tư vấn thêm về các vấn đề gì liên quan đến xe có thể liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình nhé. Em sẽ phép và tư vấn anh chị cụ thể hơn qua cái nhu cầu của mình. Và trong khẩu video nhanh này thì em sẽ phép được giới thiệu nhanh như vậy thôi. Thì cần anh chị nào cần liên hệ hơn với em thì em sẽ để lại cái số hotline trên màn hình nhé. Anh chị gọi điện giúp em sẽ tư vấn cho anh chị. Và hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.